thế hệ Toyota Yaris hoàn toàn mới đã chính thức xuất hiện tại Toyota Thăng Long sau khi ra mắt tại Thái Lan và Indonesia cách đây vài tháng. Toyota Yaris 2018 được nâng cấp mạnh mẽ cả về thiết kế và tính năng an toàn, mang lại khái niệm mới về chuẩn mực xe hatchback với slogan thay đổi để bứt phá. Đầu xe thay đổi hoàn toàn với lưới tản nhiệt và cụm đèn tự động dạng bóng chiếu, đi kèm đèn sương mù phá cách mang đến sự trẻ trung phong cách cho chủ sở hữu. Thân xe nổi bật với những đường dập nổi và bộ la răng 16 inch thiết kế mới đem lại sự ấn tượng và mạnh mẽ khi nhìn từ bên hông. Đuôi xe với 100% hệ thống đèn LED giúp phản hồi nhanh gấp 5 lần so với đèn halogen dạng thường. Đèn báo phanh được lắp trên cao giúp các xe phía sau dễ quan sát, đem lại sự an toàn khi di chuyển ban đêm. Không gian hành khách rộng rãi tiện nghi với toàn bộ ghế được bọc da cao cấp màu kem sáng, trần cao và khoảng để chân rộng giúp khách hàng luôn có được sự thoải mái trong những chuyến đi dài. Bước vào cabin, một phong cách thể thao khác lạ với cụm đồng hồ siêu sáng cao cấp, cùng với đó là những thay đổi giá trị ở bảng điều khiển trung tâm mạ bạc như cụm điều hòa cảm ứng, chìa khóa thông minh, màn hình DVD cao cấp đi kèm 6 loa, mang đến những phút giây giải trí lý tưởng sau một ngày làm việc căng thẳng. Hệ thống an toàn trên Yaris nâng cấp theo tiêu chuẩn châu Âu với 7 túi khí quanh xe, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống trượt và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cột lái chân phanh tự đổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và tài xế nếu không may xảy ra tai nạn. Giá xe Toyota Yaris đề xuất ở mức 650 triệu đồng, tùy chọn màu sắc đỏ, cam, xanh, trắng, bạc, đen, khách hàng có thể trả thẳng hoặc trả góp chỉ 7,5 triệu đồng một tháng. Mọi thông tin tư vấn về Toyota Yaris và thủ tục mua hàng, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ với tiêu chí phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp. Toyota Thăng Long xin kính chào và hân hạnh được phục vụ quý khách tới tham quan, mua sắm.